Tháng năm 18 rõ ràng, cùng xóm cuối làng ai cũng cười reo. Xuống trần nhằm bối nạn eo, gặm trong dân sự còn nghèo chớ tu. Hạ quân sanh chung ám u, Tây phương sát lĩnh dân du Nam kỳ. Mượn nhầm một xác nhu mì, dạng dần sau tháng vậy thì xem sao. Rất buồn ba tanh biết bao, nạn nguy sắp đến mà ngao du hoài. Viết ra giảng kệ bốn bài, giá từ trần thế lui hài bốn phi. An Nam phong qua lễ nghi, đời nay văn vật bỏ đi chẳng dình. Mạng lo chế nhạo trong kinh, chẳng toan đạo đức mà dình thôn hương. Ta đây dường thể như lương, cứu dân chẳng nề nắng sương lắm đầu. Sao trăng thầy tớ dạy dầu, quyết lòng truyền ba đạo màu mà thôi. Bồng lai điên dại có ngôi, Tây phương cực lạc không ngồi tòa sen. Từ bi ngọn đuốc mới nhen, giả như mở cửa mà then còn cầm. Dân tình xài xể dập bầm, nào hai ta đã thương ngầm sanh linh. Xác trần ta mở quái thinh, đạo màu truyền pháp thịnh linh không mở hay. Trơ trêu con tạo thầy lai, lỗi âm sát linh đòi dài hỏi han. Cúi đầu tâu trước Phật đàn, lễ dân ngoan ngành xóm làng cừ khôi. Đầu đuôi tâu lại khúc nôi, 100 mới đặng ôi thôi 10 người. Mạng lo cao thấp ngạo cười, bởi chân trần hạ biến lời không lo. Di Đà nghe tâu buồn xó, dạng dần ba tánh đắng đo nhiều bề. Làm sao cửa Phật vừa cay, hung sùng tàn ác khó bề dài khuyên. Thầy khùng trò lại quán điên, khùng điên mấy tháng
tình riêng ai ngờ. Tường xưa dấu cũ còn mờ, không lo tìm kiếm bên bờ mà đương. Nói cho bốn đảo đặng tường, dạy dân nào có gạt lường chi dân. Chim ô đà giữa cầu ngân, người xưa trả gót mấy lần ai hay. Đời nay chưa vẹn thảo ngay, thì là khó thấy mặt mày người xưa. Dạy đời nào hoàng nắng mưa, ước mong ba tanh sớm mưa tu hành. Đục trong bốn cuốn ngọn ngành, khuyên đời trao trẻ chữ lành cho sống. Con người có tổ có tông, học hai chữ nghĩa sao không phượng thờ. Hiếu trung truyền tích sờ sờ, người đời phải biết phượng thờ mẹ cha. Từ đây ta mắc bồn ba, giờ chân ra bắt đằng mà dài khuyên. Dạng dân nên trồng Phật tiên, về người lời dạy đọa riêng một mình. Bắc Nam chờ đợi cuối thành, sẽ lo vận chuyển thân hình xác ta. Vì thêm một khúc ngắm nga, dặn dò bổn đạo vậy mà mấy trường ta giàu có cách thôn, dạng dân cứ chữ hiền lương mà làm. Thích Ca còn phê tứ hàng, lầu cao cửa rầm Phật tiên dụng kẻ lòng lành, đạo chân thì ít ai hành. Thì tâm trí phàm như chôn sơn lâm, dạy dân như phá rừng cằm cho dân
Nào đâu dân có biết ân, mạnh rồi tưởng bạch giai thần làm chi. Đây này lời lẽ ráng ghi, thương đời nên mới là thấy khuyên đời. Ra đi dặn lại lời, khuyên trong bổn đạo dày thời gian nghe. Dầu ai tại phép bài khoe, hám linh hám nghiệm sợ mang nghèo. Lửa cho phải cột, phải kèo, phải dây phải dê mà theo kèo lầm. Ngọc kia ánh vàng khó tầm, chọn nơi chân chánh khỏi lắm khổ hình. Ách trời nạn nước thình lình, người hung cứ mãi chống cần với ta theo tài học cũ nôm na. Hỡi ai trí thức tầm mà càng sâu, lúc này chưa thể ngồi lâu, tách rời chung khá ngõ hầu dài răng. Tín đồ cùng các chư tăng từ đài sắp đến, nói năng chọn lời. Bớt tiền bớt nào cuộc đời, rạng nghe lời dạy vậy thời hành ấy. Đạo màu bát chánh ráng đi, thứ nhất chánh kia việc chỉ sẽ nhìn. Luận bàn chân lý cho minh, chuyện chỉ xét đoán xảo tình mới là. Thứ nhì chánh mạng vậy mà, việc làm gió lình tâm hồn khi sai. Thứ ba tư duy bằng nay, các điều tưởng nhớ thằng ngày mới màu. Thứ tư chánh nghiệp mặc dầu
nghề chi thì cùng ngõ hầu làm ngay. Ta gian tâm nay tu đài của người ta nhầm mơ ngày này chớ ham. Thứ năm tinh tấn hội đàn sạch trong kỳ lượng mà làm mời thứ sao chánh ngữ liệu toán nói năng điều chánh thì an chớ gì. Thứ bài chánh niệm dạy thầy khi cầu khi nguyện chuyện gì thành tâm. Thứ tam chánh định chớ lành từ bi hai chữ đứng nằm chớ quên ngồi đâu cũng định mới nên đừng cho công việc ở hơn với người hẳn ấy thì đáng dạng người tùy lòng tùy sức của người đời nay. Tu nhân hiền hậu cũng hay dạy đời phải ngày ngày cho tình rút trong các luôn luôn các kinh tùy lòng không ép làm ơn giang này tấp cao các bậc chớ chạy phải đau phải sửa nghe thầy kẻ người trí nghe thầy dạy sớm khuya bao tân cả gần chuyên nghe lời dạy bảo cảnh tiên giữa kề ít lâu ta cũng trở về phiên cùng bốn đạo chớ làm sao trì lòng chớ có lúc nào từ đây nhân vật ngò hao lần mấy lời nhắn lại anh cần bổn đạo xa gần nghĩ càng mới hay tu trì nguyện ước cầu mai thượng ơn hồi phục là ngày an cư. Học câu hỷ xã đại từ
nếu hương nghĩa sĩ và từ chân gần bốn năm tổ bất tạo tần chúng sanh đang nhớ thì gần cùng ta xa chẳng ta đã rời hay xa má già ở lại vậy mà bình an kia kia anh hô hò phan tình mình đang về mắt hồ an mày sớm lo sắp sắp đạt luyện tài Phật trời phân định mặt mày mơ sinh ơn ở trên lượng rộng thân thân từ bi ơn dài mặt tình nghe không giống như thải gieo bông duy đơn thơm phước màu hồng xuê sáng dân ta dòng dòng giống tình bạn chớ đầu có giống ngộ ngang hung sùng mặc tình ba tánh có dùng ai muốn nghe phùng chép lấy mà coi lấy tâm lấy xét soi thầy đi dạy bác thử coi lẽ thôi thôi dần dần chớ hùng hào hùng từ bốn đạo tổ đạo bắt đô nam mô a di đà phật.